Đội đập đá trại tù số 6. Bóng hoàng hôn buổi chiều còn chưa tắt hẳn. Tiếng kèn vang lên từng hồi. Đó là tiếng kèn chấm dứt một ngày. Từng đội tập trung trước phòng giam. Từng người đếm số thứ tự lần lượt bước vào chuồng. Vào trong phòng giam, khóa chặt cửa. Từ phòng giam, nhìn qua cửa sổ song sắt. Người tù nhìn thấy bức tường đá vây quanh, với hàng rào kẽm gai răng ngang. Nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một màu xám đen tối của một buổi chiều tắt nắng. Bóng đêm ma quái bao phủ tương lai đen tối của người tù không bản án. Xin chia sẻ cùng quý vị bài thơ với tựa đề Đêm trong tù. Cánh cửa tù đóng lại, ngày đã tắt. Những kiếp người day dứt sống trong tù. Từ bên trong ta nhìn qua khung sắt, ánh trăng đêm làn sương trắng xa mồ. Đêm rùng rợn ta thấy toàn bóng quỷ, quỷ giam người, loài quỷ đỏ ma chơi. Chúng lấp ló dưới trời đêm trăng tỏ, canh giữa tù rình rập uống máu người. Ta tỉnh thức giữa tha ma mộ địa, nghe âm vang đau buốt lắm xương gầy. 8 năm qua chừng ấy là vô tận, chừng ấy thời gian gãy cánh chim bay. Quen với cõi trời không còn nắng mai, trời sáng mà sao đêm vẫn nối dài. Tuổi ta đã quá nửa đời sương gió, sao vẫn còn thêm mảnh vụn tù đầy. Tiếp nối đọc truyện đêm khuya, đội đập đá trại 6 Nghệ Tĩnh phần thứ 5. Đây là audio đọc truyện đêm khuya phần thứ 6, đội đập đá trại 6 Nghệ Tĩnh. Những ngày tháng tại trại 6 Nghệ Tĩnh cũng chỉ là những chuỗi ngày buồn chán. Mọi hoạt động tiếp diễn theo tiếng kèn. Buổi sáng đi lao động, buổi chiều tập trung về lại trại giam. Đi lãnh cơm chiều thường xuyên chỉ là hạt bo bo hay những mẩu khoai mì mà anh em tù gọi là cây đèn cầy. Đôi khi họ cho người tù ăn khoai lang phơi khô, ngâm nước đem nấu. Mỗi người được một bát khoai lang, rất khó nuốt vì đắng như thuốc bắc. Ấy vậy mà tên thượng tá công an trại trưởng dân Nghệ An chính gốc nói giọng rất khó nghe. Trong một buổi lên lớp tại hội trường, hắn nói oang oang: "Các anh biết không, khoai lang phơi khô là món rất quý của nhân dân." Nhiều anh em nghe hắn nói mà tức không chịu được, phải buột miệng chửi thầm: "Nếu quý hiếm thế, sao chúng mày không giữ mà ăn, lại đem nấu cho tù ăn?" Những bát khoai lang khô, đen xì, lẫn đất cát, ăn vào muốn nói, đắng như thuốc bắc. Trong các trại tập trung của Cộng sản, những bữa cơm trắng mà người tù có thể nhìn thấy trong một năm, có thể đếm trên đầu ngón tay, đó là những ngày lễ lớn. Tóm lại, họ cho chúng tôi ăn để cầm hơi, không phải chết vì quá đói. Do đó sức khỏe người tù càng ngày càng yếu dần. Ban chỉ huy trại giam phải áp dụng chính sách cho nhận bưu phẩm. Cứ 3 tháng một lần, tù nhân được viết thư về gia đình xin bưu phẩm. Mỗi phần quà tối đa 2 kg. Họ cho rằng đây là một ân huệ, nhưng thực chất là cứu đói, làm giảm bớt số lượng tù nhân bị chết trong trại giam.
Sau này tiến xa hơn một tí, họ cho phép thân nhân được đến thăm nuôi. Những người vợ, người mẹ từ miền Nam xa xôi ngàn dặm gồng gánh đến trại 6 huyện Thanh Chương để thăm nuôi Tù. Đường xá vào thời gian đó không có nhiều phương tiện, phải đi bằng xe đạp thồ qua từng đoạn, có khi đi bằng xe trâu, rất vất vả vô cùng tận. Khi đến được trại 6, nơi phòng thăm nuôi, người tù và thân nhân chỉ được gặp mặt trong vòng 15 phút dưới sự quan sát của công an. Trong giai đoạn này, tôi cũng được mẹ tôi và em gái lặn lội đường xa từ Sài Gòn đến thăm nuôi. Người chinh phụ miền Nam, qua những tình cảm thương yêu dành trọn vẹn cho chồng con, đã vượt lên tất cả, khiến cho những người phụ nữ miền Nam trở thành những nữ lưu oanh liệt, khác hẳn những tuyên truyền lão khuyết mà Cộng sản đã nói xấu về vợ con các cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi vinh danh những người phụ nữ miền Nam Việt Nam là những nữ lưu anh hùng. Quả đúng như vậy, những người chinh phụ sống trong một xã hội cộng sản, mọi luân thường đạo lý bị đảo ngược, cuộc sống vô cùng khó khăn, bị đe dọa đủ điều, bị tịch thu tài sản, bị lưu đày đi kinh tế mới, con cái bị phân biệt đối xử, bị chèn ép, xét lý lịch ba đời, một hình thức chu di tam tộc, nhằm bần cùng hóa gia đình, thân nhân của chế độ cũ. Nhưng người chinh phụ miền Nam vẫn bất khuất, vẫn tự đứng dậy vươn lên, để sau này chính thế lực bạo tàn cộng sản cũng phải nể phục. Dù sao, cũng nhờ vào chính sách cho nhận quà và cho phép gia đình thăm nuôi, đã làm cho tình hình trại giam bớt đi mùi tử khí bệnh hoạn và cái chết của người tù cũng giảm dần. Chính những phần quà ít ỏi này đã giúp anh em chúng tôi cầm cự sống lây lất qua ngày đoạn tháng. Có những anh em tứ cố vô thân, không có thân nhân gửi quà, cũng được anh em chúng tôi chia sẻ. Như trường hợp cựu thiếu sư quân đại úy Nguyễn Văn Trâm, anh là một cựu thiếu sư quân Hà Nội, là vua đòi, không bao giờ nhận được tiếp tế và thăm nuôi của gia đình, nhưng sống rất tự trọng và nhân cách. Xin nhắc lại, ở những giai đoạn đầu tiên, đội nhà bếp do tù hình sự phụ trách, do đó phần ăn của người tù đã bị bớt xén. Ví dụ, họ lấy cắp 1 ký gạo thì họ sẽ trộn lẫn vào đó 1 ký sạn cát, để khi kiểm tra, nếu có đem lên cân, số ký lô vẫn như cũ. Đây cũng là một nguyên nhân những chén cơm tù có nhiều sạn cát. Cho đến khi tù chính trị chuyển về trại 6, và qua nhiều lần đấu tranh, anh em chúng tôi mới được thành lập một đội nhà bếp. Cũng vì một lý do đa nghi của ban quản giáo công an, họ không tin tưởng những thành phần sĩ quan chế độ cũ. Nhưng về sau này, họ bớt đi sự nghi ngờ và họ đã thành lập đội nhà bếp do anh em chúng tôi phụ trách. Từ ngày đó, mỗi bữa ăn có phần đỡ hơn vì không bị ăn bớt và không bị cát sạn trộn lẫn vào thực phẩm như trước kia. Về sau này, những ngày lễ Tết đều do anh em chúng tôi phụ trách. Những phần ăn không còn lẫn cát sạn, ngay cả ban chỉ huy trại, những cán bộ công an cũng nhờ anh em chúng tôi vo gạo và nấu bánh chưng cho ngày Tết. Chính cán bộ công an cũng phải thừa nhận anh em chúng tôi làm rất vệ sinh và sạch sẽ. Thời gian là loại thuốc an thần. Nó tạo thành một thói quen để mặc nhiên thừa nhận một thực tại. Cá nhân tôi đã cảm nhận được
cuộc sống như là một sự phóng thể, mặc kệ những diễn biến đang xoay quanh, như ngày và đêm. Khi ấy tôi mất đi cảm nhận về ngày tháng. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, tôi không biết. Cứ mỗi lần chuẩn bị cho ngày Tết sắp đến, tôi lại nhận ra, vậy là một năm nữa đã qua đi. Tại trại 6 phân ra khoảng 20 đội, mỗi đội có một cán bộ quản giáo công an. Đội 15 chúng tôi có quản giáo là thiếu úy Lý. Tôi quên mất họ. Về con người và cá tính của thiếu úy Lý, cán bộ Lý mang nhiều nữ tính hơn là nam tính. Tôi phải dùng từ ngữ là hơi ẹo ẹo, bản tính cũng hiền lành, không đến nỗi quá khắt khe như người khác. Cán bộ Lý có nhiều cảm tình với tôi. Có lần cán bộ Lý nói đùa với tôi: anh Tuấn à, tôi phải gọi anh là kỹ sư đồ nhôm, vì anh làm những sản phẩm bằng nhôm rất đẹp. Có lẽ vì tôi có nhiều tài vật, rất khéo tay, tôi thường làm những hộp đựng thuốc lá hay thuốc lào, những vòng đeo tay, những cái nhẫn đeo tay có cẩn hạt màu. Hạt màu là cán bàn chải đánh răng. Làm những ống điếu hút thuốc lào bằng ống tre có bọc nhôm, được chạm trổ rất tinh xảo và đánh bóng loáng trông rất đẹp. Có nhiều cán bộ công an đã phải nhờ cán bộ Lý xin cho tôi làm những món quà kỷ niệm để họ tặng bạn gái hay gia đình. Những sản phẩm do tôi làm được cán bộ đem khoe với tù hình sự. Chính những tài vật này đã đem lại cho tôi một công việc coi kho dụng cụ cho đội đập đá. Tôi được cung cấp những dụng cụ như kìm, búa, đục, rũa, rồi có một chỗ ngồi kín đáo phía sau nhà kho để làm việc. Nhờ tôi có tài vật biết vẽ những họa tiết để điêu khắc, do đó những người tù hình sự họ thường tìm đến tôi để nhờ vẽ mẫu chạm trổ trên thân ống điếu hút thuốc lào. Trong số những người tù hình sự có Sơn Đầu Gấu, một tay anh chị dân Hải Phòng. Tôi thấy bản tánh của Sơn cũng hiền lành, nói chuyện với tôi rất lễ phép, coi trọng những người tù chính trị. Tù chính trị để phân biệt với tù hình sự. Tôi hỏi Sơn: anh thấy Sơn cũng hiền mà tại sao gọi là Đầu Gấu? Sơn trả lời: một khi đã bị bắt vào trại giam, bất cứ vì tội gì, người tù mới vào sẽ bị những tay anh chị trong tù chấn lột, đánh đập tàn nhẫn nếu không nghe lời chúng. Nếu muốn sống còn trong tù thì phải có gan, tạo cho mình một tên tuổi, một nền móng, một đẳng cấp anh chị bằng cách tiêu diệt một tay anh chị khác một cách tàn bạo nhất, đôi khi giết người. Một khi đã bị kết án tội giết người thì tất cả những tù nhân khác sẽ nể sợ và tôn lên hàng Đầu Gấu, không đứa nào dám đụng đến. Sơn kể cho tôi nghe những vụ án đâm chém rất dã man trong tù. Đôi khi chỉ là những mâu thuẫn nhỏ như tranh giành miếng ăn hay một va chạm nhỏ cũng dẫn đến đâm chém nhau. Cái chết xảy ra thường xuyên đến nỗi người tù xem đó như một chuyện bình thường, không quan tâm đến. Cuộc sống của những người tù hình sự là như thế. Trong giai đoạn này, bản án tập trung cải tạo 3 năm vẫn còn được áp dụng. Đây là bản án không thành văn, muốn kéo dài bao lâu cũng được. Do đó người tù hình sự cố tình gây án để được ra tòa, được kết án vài năm tù, còn hơn giữ nguyên án lệnh tập trung cải tạo. Không có một chế độ nào mà người tù lại mong muốn được ra tòa, mong muốn được kết án để thoát khỏi bản án cao su tập trung cải tạo, mỗi lần kéo dài 3 năm. Sơn Đầu Gấu thường đến nhờ tôi vẽ những họa tiết, những con rồng uốn lượn trên mây, những con phụng hoàng bay lượn và những hoa văn trang trí trên ống điếu để Sơn tự chạm khắc đường nét trên mặt nhôm. Mỗi lần Sơn đến thường mang theo nhúng thuốc lào hay gói trà móc câu. Chúng tôi ngồi nói chuyện vui,
và ca hát những bản nhạc vàng rất hay. Có lần Sơn mang đến một cái đàn guitar thùng của gia đình gửi vào, tiếng đàn nghe rất ấm. Chúng tôi đàn hát thật buồn. Tôi có cây kèn harmonica thổi lên hòa cùng tiếng đàn, nghe rất hay. Từ đó Sơn càng quý mến tôi hơn. Tôi ngỏ lời xin Sơn cây đàn guitar thùng. Tôi nói, Sơn cho anh cây đàn này được không? Anh biết cây đàn này rất quý hiếm, nhưng dù sao, Sơn cũng có nhiều điều kiện hơn anh. Vì gia đình Sơn đến thăm nuôi thường xuyên hơn, có thể xin mua một cái đàn khác. Riêng anh thì rất khó, vì gia đình ở miền Nam rất xa. Tôi chỉ đề nghị cầu may vậy thôi. Tôi thấy Sơn đầu gấu, có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Vậy mà khoảng 2 tuần sau, Sơn mang đến cây đàn guitar, một tài sản có giá trị trong tủ. Sơn nói rất cảm động. Em tặng anh cây đàn này làm kỷ niệm, vì em rất quý mến anh Tuấn và các anh tù chính trị. Tôi và Sơn quen biết nhau một thời gian khá lâu. Từ khi có cây đàn guitar, tôi lại có thêm một niềm vui trong tù, đó là tự học đánh đàn. Những ngày tháng trong tù có biết bao những chuyện xảy ra, mỗi câu chuyện đều nói lên một tính chất riêng biệt của từng tâm trạng, của từng hoàn cảnh đau thương của người tù. Và cũng có những câu chuyện mang tính chất nhân bản đầy tình người. Trong đó phải kể đến câu chuyện về cựu thiếu xuyên quân thiếu tá Lê Văn Hai. Anh là sĩ quan chánh văn phòng cho cựu thiếu xuyên quân chuẩn tướng Lý Tòng Bá. Khi làm tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh, thiếu tá Lê Văn Hai cũng là cựu giáo sư dạy toán lý hóa tại trường thiếu xuyên quân Vũng Tàu. Anh Hai ở đội 4 tăng gia sản xuất, gọi chung là đội mía, trồng mía, nấu đường. Cán bộ quản giáo đội 4 là Thượng úy Thục. Ông này có 2 cô con gái đang học trung học. Cán bộ Thục đã âm thầm đem 2 cô con gái đến gặp thiếu tá Lê Văn Hai, xin bái làm gia sư dạy toán cho 2 cô. Cũng nhờ thiếu tá Hai dạy kèm thêm toán, mà sau này 2 cô gái của Thượng úy Thục đã trở thành học sinh giỏi nhất môn toán của tỉnh Nghệ Tĩnh. Từ đó Thượng úy Thục rất nề phục anh Hai. Và dĩ nhiên, mối liên hệ tình cảm này phải giữ bí mật. Nếu tiết lộ, những cán bộ công an khác biết được thì họ sẽ chụp mũ ghép tội anh Hai là cố tình tìm cách tiếp cận cán bộ với âm mưu xấu. Trong khuôn viên trại 6 có một hội trường lớn. Người tù phụ trách hội trường là đại quý họa sĩ Phạm Hoàng. Anh Hoàng có nhiệm vụ trang trí hội trường mỗi khi có buổi học tập hay trang trí hội trường cho ngày lễ, ngày Tết. Có lần tôi nhắc đến anh Hoàng trong câu chuyện Người tù và cái lon ghi gô. Họa sĩ Phạm Hoàng phải vẽ lại tất cả những cấp bậc của quân đội miền Nam Việt Nam. Một số anh em chúng tôi đứng xem anh vẽ. Anh Hoàng chợt hỏi, cấp bậc cao nhất trong quân đội là cấp nào ngoài thống tướng Lê Văn Tị? Tôi vừa cười vừa nói, như phai trò cho vui. Anh Hoàng vẽ một cái lon ghi gô thật lớn ở trên cùng là hay nhất. Cả đám cười ầm lên, anh Hoàng nhìn tôi và vừa cười vừa nói, thằng Tuấn này, nó nói chơi vậy mà cũng đúng lắm, ai mà chả cần cái lon ghi gô. Trong ban trật tự trại 6, có một người tù được nhiều anh em để ý đến, đó là Trung úy Phan Huy Bắc, binh chủng không quân, phi công lái phản lực F-5E. Loại
loại phản lực cơ tối tân nhất của Hoa Kỳ cung cấp cho không quân Việt Nam Cộng Hòa vào thời trước năm 1975. Anh Bách chính là con trai của cựu thủ tướng Phan Huy Quát. Sau này có dịp ở gần anh Bách, tôi nhận thấy con người anh rất điềm đạm, trung thực, rất tự trọng. Và anh Bách có một đặc điểm là rất vệ sinh. Anh lau chùi từng tí những vật dụng mà anh có. Trở lại với đội 15, đội đập đá. Đội trưởng do anh em bầu là Trung tá Nguyễn Phú Thọ. Một người có tư cách và tự trọng. Anh Thọ đại diện cho anh em trong đội để làm cái gạch nối giữa quản giáo và người tù. Nhưng anh luôn bênh vực quyền lợi cho anh em. Anh Thọ thật khổ sở vì căn bệnh bí đái, sạn thận. Căn bệnh này đã hành hạ anh suốt thời gian tù. Sau này tôi được nghe kể, khi anh Thọ ở trại giam Hàm Tân, Z30D, căn bệnh sạn thận đã làm anh bí đái suýt chết. Người ta phải đưa anh đi cấp cứu. Anh Thọ đã được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn để điều trị. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình anh Thọ đã đến nuôi bệnh. Chính gia đình anh Thọ đã mua chuộc công an gác tù. Gia đình đã lén lút đưa anh Nguyễn Phú Thọ trốn khỏi bệnh viện Chợ Rẫy, tổ chức vượt biên, và may mắn Trung tá Nguyễn Phú Thọ đã đi thoát và định cư tại Canada. Cuối cùng căn bệnh quái ác này cũng cướp mất cuộc sống của anh Trung tá Nguyễn Phú Thọ khi anh đến miền Nam Cali để tham dự buổi họp mặt. Anh đã lâm trọng bệnh và mất tại miền Nam Cali. Nhắc lại chuyện cán bộ Lý phụ trách đội đập đá, hay gọi một cách thông thường nhất là đội lò vôi. Cán bộ Lý mặc dù là công an, gia đình thuộc thành phần trung kiên với đảng, nhưng cá tánh cán bộ Lý hơi nghiêng về nữ tánh. Từ dáng đi và cử chỉ khiến người ngoài nhìn vào có nhận xét giống BD. Mỗi lần Tết, ban chỉ huy trại tổ chức văn nghệ giúp vui. Tôi cũng có một tiết mục thổi kèn harmonica. Từ đó, cán bộ Lý rất thích cây kèn harmonica. Nhiều lần, cán bộ Lý ngỏ lời muốn xin tôi cái kèn. Cán bộ Lý nói, anh Tuấn à, anh cho tôi cái kèn nằm được không? Tôi nghe câu kèn nằm, tự nhiên buồn cười, vì cái kèn harmonica luôn nằm ngang trên môi người thổi. Nhiều lần cán bộ Lý ngỏ lời, cuối cùng tôi đã đồng ý. Tặng cán bộ Lý cái kèn harmonica. Cán bộ Lý mừng lắm. Kèn hiệu Comet của Đức, có cả hộp đựng. Món quà bé nhỏ mang theo giai điệu âm nhạc, cũng như cây đàn guitar thùng của người tù hình sự tên Sơn đầu gấu tặng cho tôi. Cả hai đều ẩn chứa một giai điệu rất tự nhiên, như một nốt nhạc trầm trong dòng nhạc dân gian, hay một dấu lặng trong âm nhạc nhưng để lại một dấu ấn đầy tình người. Một thời gian sau, ban chỉ huy trại cho lệnh chuyển đổi các đội. Những người từ đội này chuyển qua đội khác với mục đích làm đảo lộn mọi trật tự. Chủ trương của ban chỉ huy trại, họ không muốn những người tù ở lâu trong một đội để dẫn đến thân quen và cấu kết với nhau thành một tổ chức. Trong lần chuyển đổi này, tôi được chuyển đến đội nhà bếp, đội anh nuôi. Từ ngữ Việt cộng.
Chắc có lẽ cán bộ Lý đã đền bù cho tôi vì món quà cây kèn nằm. Bất cứ ai được chuyển đến đội nhà bếp thì xem như là một ân huệ, vì dù sao cũng có thể kiếm thêm một miếng cơm cháy hay một chút mắm muối. Mặc dù công việc nhà bếp cũng khá vất vả, chẻ củi kéo nước, nhặt rau vo gạo nấu cơm cho hàng ngàn người ăn không phải chuyện dễ làm. Tôi mới đến đội nhà bếp, phải phụ trách đốt lò, phải chẻ củi từ những gốc cây to lớn, chẻ nhỏ ra xếp vào nơi khô ráo, vì trời mùa đông hay mưa, củi ướt thì rất khó nhúng lò. Công việc rất vất vả, nhưng khi lò đã cháy đỏ rực thì củi khô hay tươi đều đốt được. Viết đến đây tôi tự nhiên tôi lại nhớ đến câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng. Với biệt danh người đốt lò thời hiện tại, ông ta đã nói một câu với ngụ ý chống tham nhũng trong nội bộ Đảng do ông lãnh đạo. Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Cũng bởi những tài vật như vẽ vời, điêu khắc mà không lâu sau, cán bộ công an quản giáo đội nhà bếp lại yêu cầu tôi làm những món quà kỷ niệm. Những ống điếu hút thuốc lào thật đẹp, tôi chọn một góc khuất phía sau nhà kho, gần bức tường đá cao, làm cơ sở sản xuất. Cũng tại nơi này, tôi đã quen biết Sơn Đầu Gấu, người tù hình sự mà tôi đã viết ở phần đầu. Chính địa điểm này, Sơn Đầu Gấu đã cho tôi cây đàn guitar thùng, một tài sản quý giá trong tù. Đội nhà bếp, vậy mà có rất nhiều chuyện vui buồn xảy ra. Có làm việc tại nhà bếp mới thấy những cái cảnh chia chác, những phần thịt trâu, thịt heo. Vào những ngày lễ lớn, ban chỉ huy trại cho mổ trâu mổ heo, làm thịt ăn mừng lễ. Thế nào những phần thịt ngon nhất cũng phải để dành chia cho các cán bộ cấp lớn. Đôi khi chính người vợ của cán bộ xuống tận nơi xem mổ trâu để lấy phần. Đây cũng là lý do những phần ăn của người tù chỉ còn lại vài miếng da trâu. Cũng tại đội nhà bếp, có anh Đương, người công giáo Hồ Nai. Anh Đương là người chuyên mổ heo. Một hôm, cán bộ quản giáo đội đã ra lệnh cho anh Đương bắt một con heo trong chuồng, đem ra mổ sống, nghĩa là trói chân con heo lại. Không cần chọc tiết, mà cứ thế mổ banh ra. Anh Đương không chịu làm, và anh nói: "Tôi không dám làm như thế, ác lắm. Mình làm như vậy, tội chết." Cán bộ nói: "Tội lỗi tôi chịu. Anh cứ làm theo lệnh của tôi, vì tôi muốn xem trái tim con heo nó đập như thế nào." Anh Đường nói: "Như thế thì ác quá." Chúng tôi đứng xem cũng lên tiếng: "Làm như thế ác lắm, tội lỗi chết." Cán bộ công an nhất quyết phải làm theo ý ông ta. Cuối cùng, anh Đương phải mổ con heo theo đúng ý cán bộ. Tay cán bộ công an nhìn tận mắt, trái tim con heo vẫn còn đập. Trong niềm tin vô thần của con người cộng sản, anh ta đã thỏa mãn được cái ác đầy tội lỗi. Có một lần, tôi chứng kiến một con chó bị cột chặt, thân hình nó treo ngược đầu trên một cái cột gỗ để chuẩn bị giết thịt. Tôi đến gần xem, con chó kêu lên tiếng hứ hứ vì mỏm nó bị buộc chặt. Tiếng kêu của con chó như đang cầu cứu, và ánh mắt của nó như đang rơm rớm nước mắt, như muốn van xin tôi giải cứu. Tôi vuốt đầu con chó và nói: "Tao rất thương mày. Nếu tao có quyền phép, tao sẽ cắt dây trói thả mày ra ngay lập tức. Hiện tại, tao chỉ là một người tù, không làm gì được để cứu mày. Xin tạm biệt một con chó thật đáng thương."
Xin chia sẻ cùng quý vị bài thơ tôi mới viết sau này khi thực hiện audiobook đọc truyện đêm khuya Đội Đập Đá. Xót xa phận tù, ta gom hết nước mắt thành dòng, cho mặt đất hóa thành con sông. Cuộc vay trả tháng năm tù tội, cho đóa hồng nở giữa hư không. Đời mất đi từng mảng xót xa, chắp vá nốt nỗi đau thịt ra. Vạn ngày dài đêm chừng mắt đợi, kiếp trầm luân gió bụi bay qua. 8 năm giấu mình trong bóng tối, đợi lửa mặt trời đốt cháy ngày. Tung kiếm giang hồ cơn gió lốc, nợ tang bồng vay trả trả vay. Đọc truyện đêm khuya Đội Đập Đá Trại 6 Nghệ Tĩnh phần thứ 6 đến đây xin tạm ngừng. Xin mời quý vị đón nghe audio đọc truyện đêm khuya phần thứ 7. Đọc truyện đêm khuya hoàn toàn do chính tôi thực hiện, giọng đọc của chính tôi và những hình ảnh âm thanh cũng do tôi đem vào để cho video thêm phần hấp dẫn hơn. Rất mong quý vị đón xem và xin quý vị chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Kính thưa quý vị, để giúp tôi có thêm credit với hệ thống YouTube, rất mong quý vị vui lòng ủng hộ bằng cách bấm like và subscribe cũng như chuông báo để đón nhận những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào quý vị. Tác giả Lê Tuấn. Đội Đập Đá Trại Tù số 6.